dẫn thiền Kasina trắng và đang thực tập theo bài hướng dẫn của sư, nhưng con gặp khó khăn vì con rất hay mỏi mắt, chỉ muốn nhắm mắt lại, sư cho con hỏi có cách nào để khắc phục được hay không. Khi thực tập con thấy có hai hiện tượng, lúc con thấy Kasina trắng bị xóa nhòa ranh giới, không còn là hình tròn mà là một mảng màu trắng. Khi nhắm mắt lại con thấy hình tròn màu đen, tức có lúc hình vuông chứ không phải màu trắng của Kasina, và nó tồn tại trong khoảng mấy giây thì mất. Sư cho con hỏi là có phải thực hành sai hay không. Những cái vấn đề quý vị gặp được nó kẹt một cái như thế này. Trong cái việc hành thiền, thực sự mà nói, sư cho tới bây giờ thì sư nghĩ là có lẽ sư không có nên hướng dẫn những cái đề mục quay video lại và phát cho quý vị coi. Bởi vì đó, những cái đề mục mà hành thiền phải có vị thầy hướng dẫn kèm cặp kế bên, để mà có cái vấn đề gì đó, thứ nhất là cái việc quý vị hành như thế nào, vị ấy sẽ theo sát để biết là quý vị hành đúng hay hành sai. Cái thứ hai là khi quý vị có cái vấn đề là vị ấy chỉnh sửa. Chứ còn khi mà quý vị thực hành, tự thực hành, có những cái mình sai mà mình không biết, tại vì không có nói. Đấy. Hơn nữa đó, sư, cái này là sư thông báo ha. Sư không có chấp nhận cái việc trình pháp online. Tại vì sao? Bởi vì đó, cái này gọi là đại trà đại chúng. Mà khi sư giải thích trường hợp của quý vị đó, nó có một cái trở ngại, đó là sư không thể nhìn quý vị, không thể theo dõi quý vị, không biết quý vị cụ thể thực hành như thế nào. Có rất nhiều những cái thông tin sư cần biết mà sư không gặp trực tiếp quý vị được, cho nên sư không đủ thông tin để mà sư trả lời. Cái thứ hai là bản thân cái việc hành thiền á, quý vị phải thật sự coi trọng. Coi trọng giống như là cái con mắt của mình. Giống như một người mù mà họ có cơ hội họ chữa sáng mắt, thì dù cho họ có phải đi cả trăm cây số, cả ngàn cây số, thì sư tin là nếu như mà thật sự một người mù mà nghe ở đâu mà có chữa được chắc chắn, mà chữa khỏi cặp mắt cho họ, có xa đến đâu họ vẫn ráng họ đi. Trừ trường hợp ví dụ qua Mỹ, qua Đức, qua Pháp thì có khi nghèo quá không có vé thì thôi, chứ còn đi được thì đi. Cái thái độ của một vị hành thiền cũng như vậy. Khi anh không có cái sự tôn trọng đối với cái pháp hành thiền ấy, thì xin thưa anh không tiến bộ được. Do đó, cái việc mà quý vị ngại xa đó, một khi quý vị ngại xa thì quý vị đừng có nói chuyện hành thiền. Đó là do cái thái độ của chúng ta. Chúng ta chưa có tôn trọng đúng mức cái phương pháp thực hành. Dù là cái việc là chúng ta đi đến nơi chỉ để nghe cái vị thầy hướng dẫn nói một câu thôi, nhưng mà vẫn phải tới nơi. Không phải sự làm khó quý vị, mà quý vị đi, quý vị hỏi tất cả các vị thiền sư. Đương nhiên sư không dám nhận sư là thiền sư, mà quý vị đi hỏi các vị thiền sư có vị nào mà chấp nhận cái chuyện là trình pháp online hay không. Hình như không. Thêm một vấn đề nữa, đó là mỗi chúng sanh ấy có những cái khác nhau, có những cái khác nhau. Mà khi sư trả lời cho một người đó, thậm chí có nhiều vị cái việc trình pháp là một với một, chứ không có cho người khác ngồi nghe ké, trừ vì thị giả. Để chi vậy? Bởi vì có người khi mà họ nghe ké đó, họ tưởng là cái phương pháp đó có thể áp dụng cho họ và họ sử dụng, nhưng mà nó sai. Có cái phương pháp này á, thích hợp, chỉ thích hợp cho người này thôi, nhưng mà anh á, anh phải xài phương pháp khác.
Xin lấy ví dụ chỉ riêng cái việc là ngồi thiền bị đau chân thôi. Có người đó thì với con người đó đau chân chỉ đơn giản đổi oai nghi, đổi tư thế hết. Còn nhắm mà đổi oai nghi, đổi tư thế mà nó còn đau á, đứng dậy đi. Hành thiền là thực hành cái tâm chứ phải thực hành cái thân. Anh chỉ cần anh lo cái tâm anh thôi, còn cái thân thì ráng sao cho nó thoải mái, nhưng đừng có dễ vui là được. Nhưng mà có người anh hành thiền đau cắn răng mà chịu, vì ấy không kêu cái vị hành thiền đổi oai nghi không. Anh đau anh cắn răng mà anh chịu, ngồi cho hết thời thiền 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, không có ai đau chết bao giờ. Thiền mà ngồi mà đau chết thì không có ai bao giờ hết trơn. Anh cứ ngồi đó, quý vị thấy cũng một cái chuyện mà đau chân khi ngồi thiền. Mỗi một con người khác nhau, có cách giải quyết khác nhau. Do đó sư không có đồng ý cái việc trình pháp online. Sư không phải thiền sư, nhưng mà sư tin là tất cả các vị thiền sư đều như vậy. Cho nên là sư mong quý vị thông cảm. Và phương pháp cái vị này thì chắc chắn là phải có vị thầy kèm cặp hướng dẫn.